Lúc đầu mình nghe mình tin cũng sẵn xấu, thì hôm nay là ngày mai là quy hình, nghe tin là rất buồn. Nhưng mà mình tự tin là mình hy vọng là mình sẽ có duyên được ngồi đây một lần nữa, được gặp một cái người mà bị tai nạn hôm đó. Hỏi xem à, bạn có phải là cái người hay không? Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và khán giả trong trường quay. Tên là Nguyễn Hùng Vĩ, 37 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của mình là xây dựng và buôn bán. Mời bạn gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào các quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi. Em là Nguyễn Thanh Nhàn, 35 tuổi. Hiện tại thì em đang quản lý điều hành một doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh về shop hoa, các loại hoa tươi, hoa lụa cũng như là quán cà phê. À. Em ở Tân Bình. Tân Bình. Bạn gái bên kia, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thưa anh là em trải qua 2 mối tình rồi. Tình đầu là 8 năm. 8 năm? Dạ. Mối tình thứ hai là hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Ủa sao quen nhau lâu vậy mà không tiến tới hôn nhân được vậy em? Bạn trai đầu tiên thì là thứ nhất là hoàn cảnh xa. Và chúng em chia tay là do bạn ấy bắt cá hai ba tay vậy đó. Tại ở xa nên là xa mặt cách lòng. Còn người bạn trai thứ hai? Do một số hiểu lầm thì ra là cũng chia tay. Vậy theo bạn thì làm sao để mối tình thứ ba là mối tình gọi là cuối cùng luôn? Em nghĩ là thứ nhất là một phần nó cũng là cái duyên nữa anh ạ. Cái duyên với lại có lẽ nó chưa có tới, thì ra là chưa có được. Hy vọng lần này nếu mà được mối tình thì mình sẽ tiến tới hôn nhân luôn nhé. Không còn nhiều thời gian. 10 năm yêu nhau. 10 năm, 2 mối tình. Bạn trai thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì nói chung là mình đã có gia đình rồi. Mà ly hôn được 5 năm rồi. Có được 2 cháu. Cháu lớn được 8 tuổi. Cháu nhỏ 7 tuổi. Ở với mẹ. Ở đâu đằng? Ở ngoài quê Quảng Ngãi đó. À, tức là ngoài Quảng Ngãi luôn. Lý do mình có 2 đứa con mà. Tại vì lúc trước là vợ phải bắt về nhà vợ ở. Thì mình, tại vì mình là con trưởng trong gia đình, không thể về ở rể được. Thì chỉ một lý do nó đơn giản đó, nhưng mà là nhỏ nhặt thôi, chứ còn ngoài ra là không có việc gì hết. Cố gắng níu kéo để về với gia đình em thì do là không được. Cô đó không chịu, cô đó một là chia tay, còn hai là về nhà cô ở. Cô đó cũng tự đưa đơn ly hôn với em, cũng đưa, tại vì em không muốn chia tay. Tại mình có con rồi mà, cho nên là mình cũng muốn chia tay vậy. Mình bỏ qua đi, mình muốn nói về để hiểu nhau hơn thôi. Bạn trai có hoàn cảnh như vậy thì em có ngại gì không? Thực ra cũng chia sẻ chút xíu là ở cái mối tình thứ hai thì em cũng yêu một người có đổ vỡ rồi thì em cũng không ngại, nhưng mà em chỉ quan trọng cái việc là nếu lý do chia tay về việc khách quan, khi mà đã đổ vỡ một lần rồi á thì mình làm sao suy nghĩ cho thật chín chắn và nhìn cho thật rộng để mà không phải đổ vỡ lần thứ hai nữa. Bây giờ chúng ta gặp nhau đây để có thể nói tất cả mọi thứ cho hiểu nhau hơn, và điều thứ hai là chúng ta phải nói về cái cá tính của mình. Ưu điểm và khuyết điểm. Mời bạn gái. Em nói khuyết điểm trước là khá là thẳng tính và nóng tính. Còn nữa là em không biết nịnh ai bao giờ. Và em là người mà giống như là thấy cái việc gì cần phải nói mà tốt, giúp ích tốt cho bản thân mình hoặc cho những người xung quanh là em sẵn sàng nói. Em không thích nấu ăn cho lắm. Ưu điểm thì cái đam mê của em là về nghệ thuật, về hoa tươi, hoa lụa, các thiết kế sinh vật cảnh, tiểu cảnh. Và cái đó là cái đam mê rất là lớn của em rồi. Cho nên là bình thường những công việc đó, khi mà em làm để tâm cho công việc đó thì cái đó là số 1. Khi đã bắt tay vô cái công việc đó rồi là không có bận tâm xung quanh. Dạ. Với lại nữa là em là người khá là nhiệt tình, trung thủy và trung trực, rất ghét gian dối và giả tạo. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn thì như thế nào? Ưu điểm thích là cũng chỉ là một người chịu khó, ham học hỏi, ham làm. Nói chung là không ngại về cái chuyện về thời gian, quan trọng mình làm xong được việc là xong. Nhưng mà cái nhược điểm là hơi nóng tính, nhiều khi đi nhậu về ngủ cũng hay ngáy, cho nên nói trước cho bạn nữ thông cảm. Rồi cái gì nói trước rồi về dễ hiểu hơn á. Dạ. Đáng hiểu sao đi là được. Bây giờ anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình tư tưởng như thế nào? Thứ nhất là một người phụ nữ trong nhà, có thể là chỉ như là phụ chồng, chỉ như là ví dụ nấu cơm hay giữ con hay con cái cũng được, thường biết chia sẻ. Chứ như là lúc buồn buồn lẫn nhau, chứ như lúc mình bực mình có vợ nó xoa thì cũng ok. Mình không rất gắt nhất phụ nữ nhiều chuyện. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào, người chồng tương lai như thế nào? Em thích quen những người bạn trai mà có tư duy mở một chút xíu, không gia trưởng, tư duy mở và có thái độ tích cực trong cuộc sống. Về ngoại hình em có mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào không? Em cũng chưa giờ đặt ra một cái tiêu chuẩn nào về ngoại hình hết, nhưng mà em cũng không thích hỏi. Không thích hỏi. Anh Linh là anh không có thích ai mà nói mấy câu đó hết trơn. Không, nhưng mà anh Linh đẹp mà. Với lại người đàn ông mà tóc dài mà cái vuốt keo bóng bóng, em nhìn mấy cái đó em không có ưa. Để chị coi bên này có vuốt keo gì không. Không, hói không có vuốt tóc bóng bóng.
Chưa được thì khi nào bạn có thể tiến tới hôn nhân được? Thì coi ngày lành tháng tốt là tiến thôi. À, chắc là mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi đúng không? Đúng rồi, cũng lâu quá rồi. Lâu quá rồi. 5 năm rồi. Đúng. Tại vì đáng lẽ trước là 15 tháng 6 là mình được ngồi đây rồi. Nhưng mà vì lý do bạn nữ bị một tai nạn gì nhỏ nhỏ đó, mình chưa gặp. Nhưng mà mình cũng lúc đầu mình nghe mình tin cũng sửng sốt. Thì hôm nay là ngày mai là quý hình, nghe tin là rất buồn. Nhưng mà mình tự tin là mình hy vọng là mình sẽ có duyên được ngồi đây một lần nữa, được gặp một cái người mà bị tai nạn hôm đó. Hỏi xem à, bạn có phải là cái người hôm trước không? Bạn bị gì vậy? À, em bị té. Bị té. Rồi. Rồi, cảm ơn chính bạn. Xác rồi. Chính xác là cô ấy nha. Đây là cái duyên rồi đó. À, nhưng mà bạn nữ có chia sẻ một xíu là không thích làm việc nhà lắm, thì bạn có e ngại gì không? Đó, em có thể lấy được. Có thể là mình chia, nhau ra làm. Như vợ bận thì mình làm, mình vẫn đồng điều. Xã hội bây giờ vẫn công bằng, nam nữ không cần gì nữa. Có cái điều gì mà bạn không đặc biệt không thích ở một người bạn gái, một người vợ tương lai của mình không? Nói nhiều mà khinh, hay khinh người là em ghét nhất. Khinh người? Dạ. Thì bây giờ chỉ như cho dù mình như thế nào, gặp ai mình cũng chào. Hai vợ chồng ai sẽ là người quản lý tài chính? Có nói chuyện vợ chồng thì có thể của em giao cho cũng được. Không sao, có chuyện vợ chồng mà, của chồng con vợ gì đó. À, anh ấy rất là được, nhưng mà về ngoại hình thì rất là chuẩn. Còn không biết tính cách thì tùy em tìm hiểu. Rồi, chào em gái. Nãy giờ em nghe anh nói như vậy, em cảm nhận người đàn ông nó như thế nào? Thực ra thì em cảm thấy anh này hơi khó tính. Cuộc sống bây giờ văn minh hiện đại rồi, em thấy anh để cho chị nuôi hai đứa con thì em thấy cũng hơi lạ. Cái đó em chưa có hiểu lắm, chắc để sau này tìm hiểu sau. Tại vì thường con mà còn nhỏ thì thường thường thì sẽ theo mẹ, vì mẹ sẽ chăm sóc tốt hơn. Là anh cũng quan tâm đó, nhưng mà anh không có nói thôi. Chút xíu hai người sẽ nói chuyện với nhau rõ hơn ha. Thấy cũng ổn chút xíu đó. Hôm nay mình có đi với người thân nào không em? Dạ em có đi chị gái với lại mấy em của em. Chị ruột á? Dạ. À, dạ chào chị ạ. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào chị. Chào tất cả quý vị khán giả. Nhà anh thì là một người rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, đã yêu cái gì là yêu hết mình, mà tính thì là luôn trân trọng tình cảm. Khuyết điểm là Nhàn cũng hơi nóng tính và thẳng tính. Theo chị thấy thì anh này cũng được, cũng cao to như anh Nam ạ. Anh Nam là anh nào ạ? Dạ anh rể ạ. À dạ. Đó cũng gương mặt cũng sáng sủa. Rồi, dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Có gì với anh? Anh đi với anh hai của em. Anh ruột á hả? Dạ anh hai, người thân mình sống với em mấy chục năm rồi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường, với chào quý khán giả có mặt ở đây. Thì em của em á thì là một em rất là nhiệt tình, sống rất là tình cảm. Về bạn gái phía bên này á thì theo anh á như là rất là chững chạc lắm rồi. Mà hai người cảm thấy được với nhau thì có thể tìm hiểu sâu hơn. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ mình kéo màn lên nha, cho hai bên gặp mặt. Anh có món quà này cũng đã dành lâu rồi, chưa tặng cho ai. Bây giờ em là người đầu tiên nên nhận món quà này. Cứ mở ra đi. Mấy năm rồi anh? Cỡ cũng được 2 năm rồi anh. Bây giờ mình cố gắng đợi thì có duyên thì mình tặng. Dạ, cảm ơn anh. Để chương trình thì nói chung là cũng có duyên gặp nhau. Dạ. Mà anh sẽ tặng cho em một bài hát. Wow. Đứng đó hát nhìn nhau luôn cũng được. Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn gầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em. Rồi. À, bây giờ mình về vị trí ngồi đi ha. Đây là cái sản phẩm hoa đá do bên công ty em làm, trực tiếp tay em làm, em gửi tặng anh. Anh cảm ơn em rất nhiều. Cái quan điểm của anh đã nói hết rồi, nói sự thật hết rồi. Thì theo em thì em sẽ nhìn nhận quan điểm của anh như thế nào? Thực ra trong cái buổi đầu này thì mình cũng chưa thể biết nhau hết được. Em phải có thời gian dài mình tìm hiểu nhiều hơn thì mới biết được. Thấy em là một phụ nữ chững chạc và có những cái tính mạnh mẽ. Trong cuộc gặp hôm nay thì nói là chúng ta có duyên, thực sự có duyên. Anh mong rằng sau buổi hôm nay và sẽ ngày tiếp theo thì chúng ta mong rằng cái chữ nợ nó sẽ đi đến với chúng ta. Em cũng hy vọng vậy. Công việc của em rất là bận,
Cái lý do ngày hôm nay em tới đây là bởi vì nó cũng một phần là do tính chất công việc nữa, tức là thời gian để mà dành cho yêu đương hẹn hò thì nó rất là ít. Nhưng mà anh đòi hỏi một cái người phụ nữ mà truyền thống về gia đình thì em không có cái điều đó. Nếu như chẳng hạn bây giờ người chồng có thể san sẻ cùng cái công việc gia đình thì em đồng ý. Nhưng mà nếu mà bảo em chỉ ở nhà ăn không hay không thì em không làm được chuyện đó. Chúng ta có thể là cắt bớt một chút thời gian dành cho riêng một gia đình thì nó tốt hơn, thì em có đầy đủ và tất cả. Em đang thắc mắc là tại sao anh có hai người con mà anh không chăm nom một người, thì anh thì hiểu rằng là cái tính của em là cũng quan tâm đến gia đình rồi. Trong một gia đình mà không có một bữa cơm chung với nhau thì nó không còn là một gia đình nữa. Thì cái chuyện đó thì nó phụ thuộc vào cái sự sắp xếp thôi. Anh sẽ trả lời luôn cho em tại đây. Tại sao là em nói là cái tại sao không chọn hai đứa? Tại vì cái tình thương á, hai anh em với nhau. Tại vì con anh cũng đau lắm chứ. Nhưng mà anh phải dành. Cái chuyện đó để sau đi anh. Để cho em giải thích, em hiểu, để em chập đến bấm chuông nha. Bạn trai đang rất là nghiêm túc và muốn chia sẻ. Tại vì em đang có cái thắc mắc mà không hiểu sao ảnh lại không chăm sóc hai đứa con. Thì ảnh cũng muốn chia sẻ để em hiểu. Em còn thắc mắc gì nữa không? Mình cứ trao đổi với nhau đi. Chắc không. Bạn cảm nhận gì người đối diện? Em cảm nhận là người phụ nữ này đúng là người phụ nữ mà em tìm gặp. Dạ, em cảm ơn anh. Trời, hết thời gian luôn. Những cái phút nói chuyện cũng ngắn ngủi, có thể chưa hiểu nhau, nhưng mà thẳm sâu trong trái tim của mình đó, các bạn chiêm nghiệm lại xem chúng ta có những điểm gì đã hợp với nhau chưa, và nếu có cơ hội thì hãy trao cho nhau để tìm hiểu kỹ, biết đâu có duyên rồi sẽ có nợ. Suy nghĩ thật kỹ nhé rồi quyết định. Một. Hai. Ba. Tốt. Cái nhăn cái mặt em thích. Đâu để tôi coi cái mặt có nhăn không nha. Thấy anh ở dưới là không có nhăn rồi đó, mà bên đây thì sao à? Này rung chứ không có nhăn. Đó rung mà cái mép này xanh lè. Kì luôn nè. Có cái gì đâu mà rung, bình tĩnh. Sao hồi hộp cái gì? Có gì đâu hồi hộp. Được. Sao rung dữ vậy, bình tĩnh coi. Em hồi nãy em ngồi với anh dưới hang bình thường, sao đang rung quá. Trời đất ơi, cái gì vậy mà rung dữ vậy nè? Tôi rung mà cái tay rung luôn kìa. Mặt xanh lè. Thở sâu vô. Hít vô, thở ra. Đừng chọc em. Không có chọc đâu, người ta nói vậy để cho cười vui, cho đỡ căng thẳng. Một hồi 2 phút trực diện với bạn gái nữa mà rung vậy làm sao? Sao mình chào bạn, bạn tên là gì? Em tên là Nga. Nga bao nhiêu tuổi? Em 31 tuổi. Nga hiện giờ đang làm việc ở đâu? Em là thợ uốn tóc. Rồi Hằng Nga, xin mời chú Cụi. Chào bạn, con tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thành Tâm. Thành Tâm? Thành Tâm. Thành Tâm hả? Thành Tâm. Nhiều tuổi rồi? 34. Bạn làm nghề gì? Dạ làm ở nhà cắt giải. Hình như bạn hơi run đúng không? Dạ. Căng thẳng đúng không? Có xem chương trình này nhiều lần chưa? Có anh. Rồi sao quyết định đăng ký tham gia chương trình? Tại thấy thích chương trình á. Thích chương trình hay thích muốn kiếm vợ? Thích chương trình với kiếm vợ. Thôi bây giờ cho hỏi ưu tiên bạn nữ trước nè. Hằng Nga quê ở đâu? Em ở Bình Phước chị. Còn ở với ai? Em ở với mấy đứa cháu em. Mình lên đây được bao lâu rồi? Cũng được 14 năm rồi chị. 31 tuổi là như cũng cũng hơi lớn so với tuổi lập gia đình rồi ha. Vậy gia đình có hối thúc bạn không? Mỗi lần em về quê là ba mẹ em hay hỏi lắm chị. Là bạn thích người bạn trai mình là người như thế nào? Quan tâm, lo lắng cho em, tôn trọng ba mẹ em. Đừng có lăng nhăng. Đừng có lăng nhăng. Bên kia có lăng nhăng không? Không. Có lăng quăng không? Không. Hồi đó giờ có người yêu chưa? Dạ chưa anh. Thiệt không? Có thương mà đi lấy chồng hả? Bạn quê ở đâu? Chi? Bạn là làm cắt vải hả? Dạ. Gái con trai mà làm cắt vải gì yếu ớt lắm không? Cắt máy bự lắm chứ không phải máy nhỏ xíu đâu. Máy bự máy cỡ nào? Sân khấu nè. Phải áo rồi bự, phải quần. Cắt cái viền để may áo anh. Mà làm nghề được bao nhiêu năm rồi? 3 năm. Gia đình có hối thúc lấy vợ không? Cũng có. Cũng bản thân bạn có muốn vợ lắm không? Cũng hơi hơi có. Hơi hơi muốn lấy vợ rồi nha. Hằng Nga nè, thấy bạn có vẻ nhút nhát quá phải không? Dạ. Trời, nó nhát hả? Bên đây còn nhát hơn nữa. Giờ thí dụ giờ á, mình gặp bạn này, bạn có dám tỏ tình đầu tiên không? Chưa biết làm sao. Theo như bạn giờ muốn gặp bạn gái đầu tiên nào, bạn thương bạn đó, bạn sẽ nói sao? Khó không à?
sao khó. Giờ này coi như đặt trường hợp là bạn thích bạn bên kia lắm nè, giờ chưa gặp bạn nha. Chút gặp nè, thấy thương lắm, dễ thương lắm nè. Rồi muốn lấy làm vợ nè, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì? Anh thích em. Anh thích em hả? Rồi người ta nói không thích rồi sao? Không thích chắc không. Trời đất ơi, bạn nhút nhát quá vậy. Nè hồi nãy nghe nói là bạn đi với bạn với anh trai hả? Dạ. Anh trai bạn đâu? Anh hai. À dạ, chào anh. À em trai anh nhút nhát quá vậy, làm sao lấy được vợ anh? Cái này cũng tùy duyên. Nhưng 3-4 tuổi chưa có vợ sao được? Cái đối tượng nó chưa phù hợp. Dạ anh thấy cô này sao? Trong là nhìn em cũng phúc hậu, dễ thương. Hậu dễ thương. À bây giờ chị hỏi em nè. Em cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em là hiền. Dạ, chân thật. Cái lưng đừng có dài quá chị. Cái gì? Cái lưng đừng có dài quá sao vậy em? Lưng dài quá làm biến. À, lưng dài quá làm biến. Rồi bây giờ nếu mà gặp được đúng đối tượng là em muốn kết hôn luôn chưa? Nếu mà thấy hợp thì có thể sẽ tiến tới luôn. Sanh con đẻ cái luôn chưa? Cái đó thì chưa. Sao vậy? Phải ba anh đó phải chịu mới được chứ không chịu sao anh sanh con đẻ cái. Mình là sẵn sàng đúng không? Dạ. Rồi, bạn rồi. Sao? Mẫu người lý tưởng như thế nào? Cao 1m6. Rồi sao nữa? Hiền, biết làm ăn được anh ơi. Bên đây giỏi lắm, 10 năm chinh chiến làm ăn một mình rồi. Bây giờ trước khi qua coi mặt này chị hỏi là không thích bạn trai ở điểm nào? Gia trưởng chị. Sao bên em có gia trưởng đâu, này nhát lắm. Nhát lắm, không có dám làm. Vợ la cho té lửa liền hả? Rồi, cái gì nữa em? Anh nói chuyện với em mà đừng có nhăn cái mặt, em không có thích. Rồi để tôi coi cái mặt có nhăn không nha. Thấy anh ở dưới là không có nhăn rồi đó, mà không biết bên đây thì sao ạ? Bên đây rung chứ không có nhăn. Trời ơi, rung mà cái mép mặt xanh lè. Mặt giật như luôn nè. Không có gì đâu mà rung, bình tĩnh. Sao hồi hộp cái gì? Không có gì đâu hồi hộp. Cũng được. Sao rung dữ vậy, bình tĩnh coi. Em hồi nãy em ngồi với anh dưới hai bình thường sao lại rung quá. Trời đất ơi, cái gì vậy mà rung dữ vậy nè? Tôi chưa rung mà cái tay rung luôn kìa. Mặt xanh lè kìa. Hít thở sâu vô. Hít vô, thở được, ra. Đừng chọc em. Đâu có chọc đâu, người ta nói vậy để cho cười vui vậy, cho đỡ căng thẳng nó một hồi 2 phút trực diện với bạn gái nữa mà rung vậy làm sao. Không, mình thấy bạn rất là dễ thương. Điên qua tôi nói tốt cho nha. Có gì nhớ công ơn tôi nha. Dạ. Nha không? Còn mấy anh em? Hai nữa chị. Có ai chưa vợ chưa? Chưa, hai đứa chưa. Chưa hai đứa là nhỏ hơn à. Còn hai anh nữa đúng không? Đứa con gái chứ con trai. Em, này thứ ba rồi. À dạ. Rồi thôi được rồi, thôi mệt quá bỏ qua đi. Coi có ông nào cũng chi là may cái tường nha. Ế lắm thôi, khỏi cần. Có vẻ rất là thật thà, tại vì chị nghĩ một người đàn ông mà chinh chiến nhiều á, coi như là kiểu như gái gú nhiều á là không bao giờ mất bình tĩnh vậy đâu. Cái anh bên này có vẻ chân thật. Nói chung là dễ thương à, hiền ha. Rung dữ lắm, rung vậy nè. Ơi, chào bạn. Có rung không? Dạ có chút. Chút hả? Nếu như bạn trai bạn rung quá thì bạn có lo lắng được gì không? Tại mới vậy anh ơi. Mới vậy hả? Dạ chứ mai mốt gặp nhau rồi ai biết, nhiều khi không. Mình thấy hai người này giống nhau một điểm là hai người đều rất là chân thành. Bây giờ kéo cái màn lên đi cho hai bên người ta gặp nhau. Bạn không thích ở bạn gái điều gì? Đừng có chân diện xe xua quá, bình thường được, đơn giản được. À không thích son phấn gì hả? Rồi gì nữa? Phụ nữ được rồi, hiền được. Phụ nữ được rồi hả? Phụ nam được không? Hiền. Kéo đem lên. Chuẩn bị hít thở sâu vô đi nha, đừng có rung nữa nha. Hít thở. Kéo màn lên. Bên kia Hằng Nga, bên đây chú Cụi. Mình giống chú Cụi lắm á nha. 2 phút để trò chuyện với nhau, 2 phút bắt đầu. Chào. Hỏi. Anh ở Củ Chi luôn hả? Dạ, Củ Chi. Trời giả. Anh ở Củ Chi, dạ Củ Chi. Em ở đâu? Dạ em ở quận Tân Phú. Quận Tân Phú là dạ. Không biết. Trời ơi. Củ Chi Tân Phú sát bên mà không biết. Rồi, tiếp. Bạn có thích thể thao không? Dạ không. Vậy là không có sở thích giống mình. Bạn hỏi em mình đi. Nó thích cắt tóc không? Hết. Con nhắm nói gì được nói liền đi. Đi xuống dưới này sau ca nhạc rồi không? Không, anh làm thời gian tới tối. Là vậy là anh thích đi chơi hả? Thích lắm, ở nhà không? Bây giờ hai đứa đi chơi thì sao? Ví dụ cái đó chắc chừng nào mà rảnh mà sao? Chừng nào rảnh? Người thì mở tiệm tóc từ sáng đến tối, một người thì không có rảnh. Bởi vậy em biết sao giờ em hỏi anh đi. Ví dụ như mai mốt em muốn đi coi ca nhạc hoặc hài gì đó, anh có thể đi với em không? Đó chắc để sắp xếp được. Trời ơi, sắp xếp nữa. Ta đã rủ mình rồi mà còn được nữa, mà còn để sắp xếp nữa. Bây giờ tới đây mục đích để làm cái gì?
Hả? Tìm bạn gái. Tìm bạn gái thì phải sắp xếp thời gian. Có chưa? Có chưa? Sắp rồi. Nói chung mà anh ăn nói dở lắm, anh ít ăn nói lắm, nói chuyện không có lưu loát. Giờ hỏi thiệt nha, đó giờ hung lần nào chưa? Hồi đó có nhưng lâu lắm đâu có hung đâu. Giờ muốn hung không? Thôi đừng bắt qua hung. Ta hỏi muốn hung thôi, chứ ta có hỏi bắt qua hung rồi nào. Thôi gài á. Thôi hết giờ. Thấy được mà rung mà cái miệng ông giật giật vậy nè, ông xỉu bây giờ đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ cho kỹ nha. Đừng có rung rung rồi nhắn ẩu đi. Tôi đếm nè. 1 2 Từ từ, để sắp xếp cái đã. Bây giờ á, tôi sẽ đếm thứ 3. Nhưng mà quay qua bên kia nói gì câu đi rồi bấm. Giờ bấm. Thôi không nói nữa. Hả? Thôi nói đi, nói câu thôi. Nhìn quanh kia cái coi coi bạn nó làm gì. Hay rồi. Thời gian. Ngon rồi. Rồi đó, giờ nắm tay được rồi đó, giờ ta đồng ý rồi đó. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Nắm để ta run tội nghiệp em. Chủ động nắm đi. Thôi khỏi nắm. Hả? Gì khỏi, chủ động lắm đi. Thôi được rồi. Được rồi. Không là xỉu quá, tôi nói thiệt. Không không. Làm gì ưỡn ngực kia, nắm tiếp đi sao buông ra. Nắm tiếp đi sao buông ra. Chưa mà. Nắm vô. Bạn cảm nhận thế nào với cái hơi ấm bàn tay của bạn gái? Mềm mềm. Thích không? Sao không hung? Thôi. Sao vậy? Chuyện hung thì sao đi. Khoảng chừng nào mới hung? Không biết. Rồi, chúc mừng hai bạn. Rồi. Đi sớm về muộn và vui vui chơi quá đà với bạn bè với đồng nghiệp. Nếu mà như thế, nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á thì em có thể nói ra anh là hôm nay là em sẽ đi với bạn, có thể là sẽ về trễ, anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia. Tại vì thực ra là anh đi làm ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ, thực sự là ít khi về trước 10 giờ. Thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên, anh đi dạo á, hít thở không khí xíu thì ít khi về nhà sớm. Cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nói với anh. Cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm, không vấn đề gì cả. Sao sẽ như bọn mình mà quen nhau thì anh định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn? Nếu mà được nha, thì nếu mà muốn sớm còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh, nhưng mà mong muốn của gia đình em nữa. Ví dụ gia đình em mong muốn sớm hơn thì có thể là mình cuối năm nay, đó là sớm nhất. Còn nếu mà trễ, nếu mà em đợi cho anh cái, có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi, nhưng mà ý là nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư giả hơn thì mình kết hôn thì nó, anh nghĩ thì nó sẽ không quá áp lực nhiều nữa, thì có thể là đợi thêm 1 năm nữa. Nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí nhá, anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Nè, sao thế nhỉ? Mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn. Tên là Hoàng Văn Thịnh, năm nay em 26 tuổi. Quê quán của em là ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là làm sale bất động sản ạ. Thì trước đây thì em có làm lái tàu ạ. Lái tàu luôn? Lái tàu là thuyền thủy thủ đó em hả? Thủy thủ hả? Dạ không, em lái tàu đường sắt ạ. À, lái tàu, à, đi tàu hỏa đó hả? Dạ đúng rồi ạ. À. Còn em? Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu là em là Lê Thị Trà Giang ạ. Hiện tại năm nay em 26 tuổi ạ. Em là nhân viên ngân hàng ạ và em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. À, như vậy là hai bạn cùng quê đó. Dạ. Rồi em nói luôn về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì có lẽ là người khá là độc lập và rất là quan tâm đến người khác, là một người sống rất là tình cảm. Thế còn điểm yếu? Yếu thì có lẽ là hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Dễ tin hả? Cả tin hả? Đúng rồi, dễ tin người. Trời ơi. Rồi có thói hư tật xấu gì không? Ví dụ như là ghen tu mù quáng, hay là nghiện bia, nghiện rượu, hay làm cái gì đó? Cũng thỉnh thoảng hay đi nhậu với cơ quan, nhưng mà chắc là không đến mức nghiện đâu. Rồi, bạn trai, em ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng ạ. Có cái là em quyết làm cái gì là em làm luôn. Nói chung là nếu mà ai cản thì cũng không cản được em. Thường thường thì em làm xong em mới nói. Nói chung là em có một cái giống bạn nữ bên kia, là có cái là mềm lòng. Ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình thứ gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ.
Lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý ạ. Thì lúc đó là em làm lái tàu nên mà em chọn là công tác ở ngoài Nha Trang, bạn nữ thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nên mà nói chung là cũng em cũng vô tâm nên mà hai bên mới chia tay ạ. Bao nhiêu lâu rồi em chưa yêu lại? Là từ 2016 đến giờ ạ. 16. Cũng trời, 4 năm rồi. Cũng 4 năm rồi. Ừ. Còn em thì sao? Em 6 tháng. Mới chia tay mối tình kia là 6 tháng vậy? Mấy mối tình rồi? Em 3. 3 mối tình? Dạ. Mới chia tay mối tình thứ 3, 6 tháng. Còn vấn vương gì không? Ủa, quen nhau bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi em? 3 năm rưỡi ạ. 3 năm rưỡi? Vậy là có vấn vương, còn vấn vương không? Không ạ. Phù. Nhưng mà chia tay là từ phía nào? Lý do? Em với bạn nam ấy thì bị cũng yêu nhau nhưng mà vì bọn em cũng khoảng cách cũng khá là xa. Yêu xa hả? Vâng, thì... 3 năm rưỡi nhưng cũng phải mất khoảng tầm 2 năm rưỡi là yêu xa rồi. Em ở trong này thì bạn ấy ngoài Bắc. Hai người không hợp về quan điểm sống. Bạn ấy cũng thừa nhận luôn, bạn ấy là người rất là gia trưởng. Em cũng muốn cho bạn ấy cơ hội nhưng mà sau thì bọn em chia tay thì cả hai cũng chia tay rất là vui vẻ. Cũng không cảm thấy là không cùng quan điểm thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng một cái tình yêu mà 3 năm mấy rồi mới có 6 tháng mà nó không còn một cái gì vương vấn hết à? Mà tại lý do nào mà nó nhanh đến mức như thế em? Tại vì là chia tay trong vui vẻ, có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ không còn đồng quan điểm nữa thì nhẹ nhàng chia tay thôi. À. Nghe chia tay mà cười tươi thiệt, anh cũng rất là lạ. Đến qua coi đàn gái coi. Em chào anh. Ôi chào em gái. Có đôi khi người ta chịu đựng nhau quá đó, người ta cần phải chia tay và cuối cùng chia tay được, người ta giống như thoát khỏi một cái điều gì đó, người ta rất là vui. Bây giờ đã coi như là chuẩn bị đón nhận một cái mối tình mới chưa em? Mở trái tim không? Dạ rồi ạ. Rồi đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Em cho đàn trai biết hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Thì cũng trải qua một vài mối tình rồi thì em cũng cảm thấy là người mà có thể hợp với em ý sẽ thứ nhất là một người đàn ông chín chắn. Chín chắn. Biết tách biệt được công việc và chuyện tình cảm. Có nghĩa là sẽ không để cho hai cái việc đấy nó ảnh hưởng. Thế còn ngoại hình thì sao? Chắc sẽ phải cao hơn em. Là bây giờ em cao hơn em là phải là bao nhiêu mới là cao hơn em? Chắc phải 1m74 trở lên. 1m74 trở lên. 74 cô này cao quá mà. Không sao, bên đây có thể đáp ứng. Rồi. 1m94 á. Đứng trên ghế á. Bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nếu mà nửa yêu thương thì em thấy là trước tiên là về tính cách đi. Nói chung là tính cách thì hiếu thảo. Hiếu thảo là đầu tiên, tốt bụng, hiền lành, hiền lành. Biết gọi như là trưởng thành một tí anh ạ. Còn chiều cao, cân nặng hay là tóc dài, tóc ngắn? Chào chị. Chào em. Dạ, chiều cao thì em nghĩ là tầm khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Da trắng một tí, nếu mà tóc dài thì tốt. Tại vì em rất là thích con gái tóc dài. Ngoại hình thì ú một tí. Chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn. Em ú là sao? Ý em nói ú là sao? Hả? Dạ, không gầy ạ. Không gầy á? Dạ. Em, thì em thích về dáng hay là thích về khuôn mặt? Thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp? Em nghĩ thì dáng với lại mặt thì vừa phải thôi, chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình. Em cũng thích ngắm cái đẹp. Nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp. Đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu, quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi. Em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này? Theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập á. Nhưng mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá. Bây giờ hỏi tới... Đúng rồi, hỏi người thân đúng không ông Mai? Hỏi người thân coi sao. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em tên là Khoa. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào em. Thì em là người Anh, cũng giống như là người bạn và người đồng nghiệp của Thịnh đây. Thịnh là một người rất là trầm tính. Trong công việc thì Thịnh đặc biệt là rất là quyết đoán và độc lập, cũng giống như là bạn nữ bên đây. Khoa nghĩ là tính cách thì cũng rất là phù hợp với Thịnh, tại Thịnh cũng thích kiểu nữ là dịu dàng, độc lập và biết tự lo cho bản thân. Thì hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội. Khoa cảm giác được là hai bạn rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn. Còn em đi với ai? Em đi với một bạn cấp 3, một bạn đại học và một bạn đồng nghiệp của cơ quan ạ. Em xin chào hai MC và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là Diệu Linh, là bạn cấp 3 của bạn Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là bạn Giang ấy, bạn ấy, cu của bạn ấy thích người trầm tính. Thì có nghe bạn của bạn Nam nói là ít nói trầm tính thì khá là hợp với Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là hai bạn cũng khá là phù hợp. Và mong là các bạn sẽ cho mình cơ hội. Tại vì đây cũng là tuổi chín chắn rồi. Thì nếu mà cho cơ hội thì mở lòng và đến được với nhau là rất là tốt ạ. Rồi, thôi bây giờ mở rào đi nào. Mở rào.
bắt đầu đi Thịnh. Chào bạn, tới đây thì mình có món quà tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Bạn cũng có thể mở ra được bởi vì là nó là một cái bánh kem ấy, nó cũng có ghi chữ. Bạn có thể mở ra để xem. Mà bạn cao mà đi giày cao gót nữa, tâm ra thấy hơi đấy bên kia đó. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau ha. Rất là dễ thương ạ, cảm ơn bạn nhé. Tương bạn với tôi vậy đó hả? Cũng dễ thương ha. Rồi em ngồi đi, hai đứa ngồi rồi nói chuyện với nhau đi. Cho mình xin lỗi chứ là lúc nãy bạn giới thiệu ấy nhưng mà nhỏ quá nên mình chưa nghe rõ tên bạn ấy. Bạn có thể giới thiệu lại được không? À mình tên là Thịnh. Thịnh, mình lại nghe nhầm là tên là Thuận nên là mình mới hỏi lại. Bạn là tên Giang đúng không nhỉ? Ừ, mình tên là Giang. Khi mà ở bên rèm thì thực ra là mình cũng có tưởng tượng là bạn nữ đối phương là trông như thế nào á. Nhưng mà nói chung là mở rèm qua thì nhìn thấy cao quá. Mình thì cũng cao tới 1m73 rồi đó. Kém chút xíu so với tiêu chuẩn của bạn. Thực ra mình không có tiêu chuẩn gì đâu. Rồi bây giờ mình quan điểm về tình yêu, quan điểm về hôn nhân như thế nào, các bạn có thể trao đổi với nhau. Bạn nữ trước thì ạ. Chắc người chồng của mình sẽ là người hiểu biết hơn mình. Kiểu như là người cho mình lời khuyên ấy. Ví dụ mỗi lần trong cuộc sống hay công việc mà có gì khó khăn ấy, chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với bạn ấy. Rồi bạn ấy sẽ cho mình những lời khuyên. Và hơn nữa là người đàn ông của mình sẽ là người mà sẽ biết lo cho mình. Mình thích một người đàn ông lãng mạn. Bởi vì bản thân mình cũng rất là lãng mạn. Bây giờ đầu tiên á, là em muốn là những cái điều mà em mong muốn ở cái người bạn trai á, thì chị nghĩ là đầu tiên em phải đổi cách xưng hô. Em phải tự áp đặt gọi bạn đó là anh. Tại vì khi mà họ là anh rồi, tự nhiên họ phải thấy mình phải có trách nhiệm với người em. Và như thế thì có nghĩa là em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn. Như vấn đề mà em nói á, là về vấn đề trưởng thành thì anh chắc chắn là anh trưởng thành. Nói chung là anh trưởng thành, biết suy nghĩ. Còn vấn đề lời khuyên đó, nhiều khi anh khuyên nhiều quá, sợ em nhàm chán thôi. Anh nghĩ gì về em đi sớm về muộn và vui chơi quá đà với bạn bè, với đồng nghiệp? Nếu mà như thế, nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á, thì em có thể nói với anh là hôm nay là em sẽ đi với bạn, có thể là sẽ về trễ, anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia. Tại vì thực ra là anh đi làm cũng ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ lắm. Thực sự là ít khi về trước 10 giờ. Thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên, anh đi dạo á, hít thở không khí xíu chứ ít khi về nhà sớm lắm. Cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nói với anh. Cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm, không vấn đề gì cả. Giả sử như bọn mình mà quen nhau thì anh sẽ định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn? Nếu mà được nha, thì nếu mà muốn sớm còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh, nhưng mà còn mong muốn của gia đình em nữa. Ví dụ gia đình em mong muốn sớm hơn ý, thì có thể là mình cuối năm nay, đó là sớm nhất. Còn nếu mà trễ, nếu mà em đợi cho anh cái, có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi, nhưng mà ý là nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư dả hơn thì mình kết hôn thì nó, anh nghĩ thì nó sẽ không có áp lực nhiều nữa. Thì có thể là đợi thêm một năm nữa, nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí á. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn. Thì anh ok không? Không, thì thực ra thì anh cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ như thế nào cả. Nhưng đấy, mà nếu mà em thuyết phục anh để anh cảm thấy là như thế là hợp lý thì chắc chắn là anh sẽ ok. Nhưng anh không có bảo thủ, có nghĩa là phải bắt em như thế này, em thế kia. Mà ví dụ em nói hợp lý thì anh sẽ làm theo, anh sẽ nghe theo. Nhưng mà lý do tại sao vậy? Em chỉ hỏi anh xem quan điểm của anh như thế nào thôi. Bạn ơi, chị hỏi để thử xem quan điểm của em ra làm sao thôi. Dạ. Đó, ví dụ như em đồng ý hay là không đồng ý thì em nói. Rồi. Đó, bây giờ theo anh nghĩ là các bạn quan điểm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Rất cảm ơn anh Khuyền Linh vì có một câu hỏi rất là hay. Đấy, nó cũng như kiểu như thế. Thực chất thì nếu mà anh thấy thì cái vấn đề nó thực ra là ngày xưa thì người ta hay không thích cái vấn đề đó, nhưng mà anh thấy nếu mà bây giờ cả bạn nam và bạn nữ đều muốn như thế thì mình sống thử với nhau không sao. Tại vì khi mà mình sống với nhau rồi, mình ở bên cạnh nhau thì mình mới biết hết được cái tật xấu, là cái tính tốt người kia. Thì mình cảm thấy nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bạn gái có đồng ý quan điểm đó không? Không, theo em thì như thế nào? Thôi thì bây giờ em sẽ trả lời theo cảm xúc bây giờ ha. Thì em nghĩ là không ok. Không ok. Nghe là em sẽ không sống thử. Nhưng mà tại sao em lại đưa ra vấn đề là phải cưới mà không đăng ký kết hôn? Em chỉ muốn hỏi quan điểm của bạn nam, xem bạn nam sẽ trả lời như thế nào, chứ không phải là lời đề nghị của em. Bây giờ bạn trai có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái. Mình giao lưu tí âm nhạc đi. Tại vì hôm nay đến đây thì thực ra là cái cảm xúc nó cũng hơi lẫn lộn đó, nên mà ví dụ mà nhớ bài nào thì hát bài đó thôi, chứ cũng không biết là biết hát bài nào hết á. Hát bài Em Ổn Không đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thâu,
Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngầu rất lâu. Điều anh muốn nói là em ổn chứ? Tình yêu đôi khi cô yêu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi, ngày em đi trời mất chi? Được rồi. Trời mất trí luôn rồi đó. Ngồi vào ghế chuẩn bị bấm nút thôi. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là đồng ý yêu đương. Nhưng nếu các bạn không có rung động trái tim thì không cần bấm. Chúng ta để cái nút bấm đó cho rất nhiều đối tượng. Đừng lấy đi cơ hội của một người khác nếu như ta không rung động bằng trái tim của mình. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Bây giờ tôi mới biết tại sao nè. Bạn này rất là khó tính. Bạn ấy đưa ra một số câu hỏi xoáy đáp xoay. Và cái câu hỏi đó khi mà trả lời không đúng cái suy nghĩ của bạn là bạn đã quyết định, đúng không? Thực ra chị Hồng Vân nói và em cũng đúng. Em rất là bất ngờ khi mà chị Hồng Vân xét như thế. Thực ra em cũng không đến mức là khó tính lắm. Nhưng mà em bất ngờ hỏi một cái câu mà nghĩ gì khi mà mình chỉ cưới thôi, mình không đăng ký kết hôn. Thì bạn đã không thể đưa ra một lời trả lời nào cho em cả. Tức là phải đưa ra trả lời và giải thích có câu trả lời đó. Đúng không? Mình có nghĩa là nếu chị mà là em hồi nãy là chị biết ngay là em đã hỏi xoáy đáp xoay bạn này. Nếu là chị là không có chiều theo, họ đã cưới là phải đăng ký kết hôn. Đó là một cái điều bất di bất dịch. Thôi hôm nay thì có lẽ các bạn có duyên mà không có phận. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình. Thì bây giờ em ở trong cơ quan luôn hả? Dạ vâng. Chưa thuê nhà? Mình phải ở trong kia, độc thân ở trong nhà. Nhưng mà đâu có cho đem vợ vô đó không? Vào chơi được ạ, chứ ngủ lại cũng được. Có nghĩa là nếu lấy vợ là phải thuê nhà ở ngoài. Dạ vâng. Là em có được về nhà ngủ không? Dạ, tất nhiên là thời gian nghỉ thì mình vẫn được về chứ ạ. Ủa là hằng ngày ví dụ làm việc sáng chiều là tối có về nhà ngủ không, hay là tối cũng vẫn phải ở trực? Nếu mà mình thực chiến thì mình phải ở lại, mình không được về. Còn làm việc bình thường cho anh chỉnh thì mình được về nhà. Chứ bây giờ anh chính thôi, còn ngoài làm việc mình muốn dâu mình đi. Nhưng mà giờ anh độc thân là phải ở trong cơ quan. Vậy thôi. Hồi nãy hình như anh Linh anh chưa có hỏi cái em có tật xấu gì không? Chị chưa có nghe luôn. Tật xấu của em ạ? Hay có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì về tính cách là em thuộc dạng là gỗ cả. Trời ơi. Lên đây ngồi em tìm bạn gái mà nói em vô cảm chết rồi em. Vậy sao chị cứu em nổi? Vậy em muốn có vợ không? Có sao thế, người thật vậy. Thật mà. Nhưng vô cảm với những cái điều gì? Em cũng bình thường. Chào gì anh? Chào đồng chí. Ồ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi nha. Mời bạn gái trước. Rồi em giới thiệu về mình đi em. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Hoài Linh. Chào khán giả, em tên là Quỳnh Hiền Thí Diễn, em đến từ Quảng Ngãi và đang công tác làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì diễn em? Dạ Thúy Diễn ạ. Thúy Diễn. Dạ. Diễn là diễn viên á. Diễn viên á, tên lão ha, Thúy Diễn. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 25 tuổi. Mình đang làm công việc gì? Dạ em là giáo viên. Giáo viên, mình đang dạy ở đâu? Dạ em dạy ở Tân Phú ạ. Tân Phú. Quê Quảng Ngãi nhưng mà hiện nay đang dạy ở Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn trai. Trước tiên thì em xin phép chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường và bạn nữ phía bên kia khán giả. Cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Vào Nổi Nhau xuống ngày hôm nay. Em xin giới thiệu, em tên là Hoàng Anh Phi. Hoàng Anh Phi. Hoàng Anh Phi. Vâng. Tên ấn tượng nha. Em sinh năm 1992. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và hiện tại đang công tác tại Trung đoàn Không quân 935 sân bay Biên Hòa. Công tác tại Trung đoàn Không quân 935. 935. Nhiệm vụ của em làm gì? Nhiệm vụ của em là một sĩ quan thông tin chuyên bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc trong một Trung đoàn Không quân. Em đi sĩ quan chuyên nghiệp được bao lâu rồi? Dạ. Đối với thời gian nhập ngũ của em thì tính đến thời gian bây giờ là tầm khoảng 7 năm rồi. 7 năm. 7 năm. Vâng. Em đeo loan trung quý hả? Dạ vâng. Rồi, đây là một quân nhân chuyên nghiệp nha. Rồi, bây giờ mời bạn gái giới thiệu về mình. Điểm yếu, điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em là mọi người nói em đảm đang, hòa đồng, vui vẻ. Còn điểm yếu của em là chắc vì nhiệt tình với bạn bè quá nên thành điểm yếu. Nên nhiệt tình quá? Dạ, thường thường nhiệt tình quá thành bạn bè nó không có coi trọng mình. Nó thành điểm yếu. Mình biết vậy sao mình không rút kinh nghiệm? Dạ mới rút kinh nghiệm đầu năm giờ. Có khi mình bị bạn bè lợi dụng không?
Dạ, ba mẹ nói là bạn bè có lợi dụng nhưng mình chơi bạn bè mình không có để ý đến chuyện đó. Nhưng người lớn thì nói chơi bạn bè lợi dụng. Vậy à. Rồi, anh Quân Nhân, anh cũng phải giới thiệu điểm mạnh và điểm yếu của mình cho bạn gái bên này nghe. Dạ vâng. Về ưu điểm của em là thứ nhất là không hút thuốc, không cờ bạc và xảo giao. Và em thì hầu như cái gì em cũng biết, nhưng mà biết mỗi thử một chút ạ. Quân Nhân mà phải nói là tất cả mọi thứ gần như là hoàn thiện hết trơn, không lo điều đó. Thôi bây giờ mình nói tình yêu đi ha. Em trải qua mấy mối tình rồi? Thì mối tình mà sâu sắc nhất thì em nghĩ là hai. Vâng, chính hai mà cũng hai mối tình rồi ha. Bao lâu rồi em? Dạ mối tình cuối cùng của em chắc là cách đây chưa cuối cùng đâu em. Dạ mối tình này mới cuối cùng nè. Mối tình gần đây nhất, gần đây nhất, nhất là cách đây cũng phải gần 4 năm rồi. À yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu nó chắc được khoảng hơn 2 năm. 2 năm cũng dài, nhưng lý do tại sao chia tay thì chắc là mình cảm thấy mình không hợp với nhau quá. Không hợp về điều gì? Thì bọn em cũng là quân nhân thì cái thời gian dành cho nhau nó khá ít. Thứ hai nữa khoảng cách địa lý chỗ công tác của em bây giờ cũng xa, yêu xa nó hơi khó. Xa hơi khó. Vâng. Rồi. Mối tình thứ hai. Có mối tình thứ hai đó. À. Là bây... dài nhất đó. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em mà mối tình chính thức á thì chưa có. Chưa có. Chỉ có mối tình mà râu ria rồi đấy. Râu ria là sao? Tức là người thích, người ta thích em. Rồi xong rồi họ không thích em nữa thì em quay lại người thích người ta. Rồi những mối tình mà người ta tới, người ta muốn tìm hiểu mình thì chị thấy lúc đầu thấy thích thích, xong rồi không thích nữa. Sao em ngộ vậy? Lúc người ta thích thì em không thích, người ta hết thích thì em thích. Bởi vậy é vậy chị. Em có rút ra được nguyên nhân lý do tại sao mình tới giờ này mình vẫn chưa có một mối tình nào không? Dạ em có tính em mà hay nhanh chán lắm. Hả? Hay nhanh chán lắm. Nhanh chán? Vâng. Nhanh chán là gì em? Tình dạ. Yêu á. Dạ chị thích chơi bạn bè thích hơn. Thì bây giờ thích lên đây làm chi? Rồi có muốn kiếm bạn trai không? Đó là quá khứ đó chị. À dạ. Quá khứ em phải nói rõ để anh bên kia anh hết hồn. Giật mình. Bây giờ là hiện tại muốn lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa. Chị muốn yêu thôi. Yêu thôi. Bao chứ lâu giờ rồi? Muốn lấy liền đâu được. Đúng rồi. Giờ ví dụ như yêu mà được tìm hiểu thì bao lâu rồi mình tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 5. Một năm. Dạ. Vậy hợp lý rồi. Tự nhiên em quốc chưa cái chị muốn. Chị hỏi rõ ràng. Trời ơi khó quá. Khó hơn anh bên kia nữa. Có nghĩa là bây giờ tìm người yêu. Yêu một năm. Tìm dạ. Hiểu mới cưới. Đúng dạ. Không? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi nãy vấn đề anh Quân Nhân bên đây nói là có một mối tình ngày xưa yêu xa. Đúng không? Xong rồi sao nữa chia tay của anh này? Mình không hợp. Không hợp à? Yêu xa. Xa là xa nhiều không? Thì hồi trước lúc em còn học đại học ấy, thì em học ở Nha Trang. Còn người yêu của em thì đang làm việc và công tác ở Sài Gòn. Rồi, sau... Vậy là xa rồi đó hả? Vậy là xa lắm rồi đó. Rồi bây giờ cái này có xa không? Cái thứ hai là không đủ thời gian để gọi là chăm sóc bạn gái đúng không? Hai lý do đó hết sức là quan trọng. Bây giờ thí dụ như em quen cô gái bên đây rồi em có dành thời gian cho cô gái hay không? Cô này là cổ nhanh chán lắm đó, không chơi cổ là cổ chán đó nha. Về cái thời gian mà sau này có thể gặp bạn nữ bên này thì ngoài thời gian mình công tác thì những thời gian rảnh nếu mà ta đến với nhau thì chúng ta vẫn có thể dành thời gian để gặp. Em đang ở Biên Hòa hả? Dạ vợ. Em gái đang ở đâu? Tân Phú. Minh. Xa không? Xa. Về khoảng cách thì nếu xa thì nếu mình yêu nhau thì không xa. Làm phòng không đúng không? Để em mới không phân... Bấm nút bay luôn. Không đi máy bay. Gần mà. Từ Biên Hòa bay xuống. Ở trời vui chứ cái khoảng cách nó cũng rất là quan trọng. Một chút xíu hai bạn sẽ nói rõ về khoảng cách này ha. Hỏi bạn gái nè, nếu mà em có ngại khi quen một anh quân nhân như vậy không? Dạ em thích. Thích hả? Dạ. Tại sao thích? Dạ từ nhỏ lớn là em chỉ thích công an, quân đội. Dạ. Hoài ha. Hoài. Nhỏ có thi, đạo đại học thi rồi. Thi gì? Thi công an. Ủa vậy hả em hả? Nhưng mà không được. Do gia đình nó không cách mạng nên là lý lịch tốt nên ba mẹ thích. Vậy là hợp phải không? Vậy nhiều người nhiều khi nhìn thấy anh Quân Nhân cái thấy anh nghiêm quá mình sợ, còn em là cười nãy giờ cái thấy em cười tươi lắm. Em cũng nghiêm lắm thôi chứ. Thích lắm phải không?
Rồi bây giờ em mong muốn tìm mỗi người bạn trai như thế nào? Em mà thì con người em thích tự do lắm, nên là em cũng thích người mẫu người bạn trai của em là không có quản em nhiều, mà yêu xa càng tốt vậy đó, yêu xa ít có quản. Trời đất ơi, rồi em quậy lắm hả? Không quản em quậy thì sao? Không, mình tự ý thức chứ chị. Mình tự ý thức chứ, là mình đó mình có người yêu rồi, mình chỉ chơi trong cái phạm vi như thế nào, chứ còn có nhiều người cứ lúc nào có đi đâu, em đi đâu vậy? Rồi em làm cái gì, báo cáo tình hình, em không thích như thế, nên là em chưa có người yêu rồi như thế. À, có gần thích có người yêu nhưng mà vẫn muốn được tự do. Dạ đúng rồi. Bạn trai, em thấy sao quan điểm của cổ vậy, em thấy sao? Em có quản thúc cổ không? Em thấy cũng bình thường vậy. Cũng là sao? Đúng rồi, cổ thích yêu xa để em khỏi quản lý cổ. Nhưng bây giờ quản lý dễ đúng không? Điện thoại này kia dễ. À, bây giờ em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Người yêu của em thứ nhất là người để đồng người khá là vui tính. Vui tính. Dễ hòa đồng. Bây giờ em thấy bên kia vui không? Thì lúc nãy em bảo thầy chị Cẩn Thường bảo là cô ấy cười suốt, chắc không vui cũng cười. Thì chỉ vui thôi chứ chưa chắc mọi người vui. Vấn đề là làm sao mọi người vui nữa. Chút xíu em sẽ gặp, em sẽ khai thác điều đó nha. Nhưng mà cụ thể là em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Đối với em thì người phụ nữ đấy chỉ cần là một người bình thường thôi, không cần phải là giống ai khác. Mà các cái điểm là, thứ nhất là về ngoại hình thì làm sao mà cân đổi với em một chút. Thứ hai nữa là về tính cách thì vui vẻ hòa đồng rồi. Thứ hai nữa là về nghề nghiệp thì cần công việc ổn định, và miễn là làm sao khi hai người yêu nhau thì có thể đến với nhau mà không có xảy ra các cái vấn đề khác và thoải mái rồi, không sao hết. Nhưng mà anh hỏi kỹ cái này nha. Dạ. Sĩ quan chuyên nghiệp á, tức là em ở tại đóng quân tại đó luôn, em không có được về nhà hay sao? À, không, em là sĩ quan số, không phải là quân nhân chuyên nghiệp. À, sĩ quan số là sao? Là em bên chỉ huy kỹ thuật, chứ không phải là nhân viên khai thác ở cái khí tài. À, em là người chỉ huy. Chỉ huy? Vâng. Chỉ huy chuyên nghiệp hả? Tức là gọi sao? Tức là quân nhân chuyên nghiệp là người trực tiếp khai thác các cái hệ thống ấy. À, còn em là người chỉ huy, tức là em sẽ quản lý toàn bộ hệ thống đấy, nhưng mà em chỉ việc ra lệnh chứ không phải là trực tiếp khai thác cái hệ thống. Em ra lệnh. Vâng. Ra lệnh xong em về. Xong em đừng để em quản lý chứ ạ. Ở đó quản lý luôn. Vâng. Một tuần em được về nhà mấy lần? Thì đối với bọn em đang độc thân thì bọn em phải ở tại đơn vị. Ủa mà trong chỗ của em công tác là có bạn gái không? Có con gái không em? Đã, chỗ bọn em thì vẫn có nữ, nhưng mà chủ yếu là các cô cũng nhiều tuổi, chắc tầm khoảng 50-60 rồi hết. À. Rồi em lo làm việc suốt vậy rồi bạn gái thì lại là mau chán rồi ham vui nữa, rồi em có ghen không? Em cũng bình thường, vì nếu người ta đã không thích mình thôi thì mình cũng chả có gì vấn đề gì cả. Còn nếu người ta đã thích mình rồi thì chả có vấn đề gì. Nhưng vấn đề giờ yêu nhau em dành thời gian một tuần được bao nhiêu ngày nghỉ phép được? Đối với công việc của em thì khá bận rộn, thì ngoài thời gian thực chiến của em ra thì có thể chủ nhật em làm từ thứ hai đến thứ bảy thì chủ nhật em được nghỉ. Còn những cái tuần nào mà em không trực thì cả cái buổi tối thì em vẫn có thời gian ra. À, tức là vẫn đi ra ngoài được đúng không? Dạ vâng. Bây giờ trước khi chị qua coi mặt bạn trai bên đó thì em cho chị biết là em không thích cái gì ở người đàn ông. Em á hả? À, đừng có mũi tịch. Hả? Đừng có mũi tịch. Hả? Mũi thấp á chị. Đừng có mũi tịch, trời ơi. Dạ. Đừng có mũi thấp. Dạ. Sao vậy? Miễn mặt nó hài hòa, duyên dáng, đẹp thôi chứ. Em đang muốn cải thiện nội giống mà. À, tại vì mình tịch cái mình không thích người ta tịch. Dạ. Rồi, gì nữa? Không thích mũi tịch. À, chắc bên đó mặt quân nhân hả? Nên là chị nghĩ chắc là như vậy đó. Anh Linh anh nhìn anh mới biết là anh mới chào quân nhân đó. Dạ. Em hình dung ảnh đang như thế nào? Em tưởng tượng thì chắc cũng mấy giống anh dưới này. Mấy ảnh nó khác kìa. Thì em hình dung trong đầu em hình dung ảnh như thế nào? Cao lớn, mập ốm, tướng tá ra làm sao? Chắc là tướng cũng chuẩn, tại vì quân đội mà. À, cũng cao ráo. Còn đẹp trai thì chưa biết nữa. Em thích đẹp trai hả? Dạ, ai ra em thích đẹp trai chị. À, thích đẹp trai. Em có cái mẫu người đẹp trai, mẫu người như thế nào không? Mẫu em hả? Em thích như diễn viên Hàn Quốc chứ nó. Đó là thích thôi nha chị, thích thôi. Mình chỉ thích. Dạ. Rồi bây giờ em nhìn, thí dụ em nhìn hết mấy anh ngồi dưới này nè. Là em nhắm cái anh bên này nè. Là giống cái tướng á. Chưa nói cái mặt nha, cái tướng á giống anh nào dưới này. Đó, anh em coi nguyên cái hàng dưới trên này nè. Ấy là em muốn hả chị? Dạ, em muốn, em nghĩ anh bên này là giống như anh nào như cái dạng này. Cái hàng đầu tiên đó, thích anh nào? Anh từ hai trong ngoài đem vô. Đúng rồi, hả? Anh thứ hai, từ đâu? Ngoài đem vô. Ngoài đem vô. Em á,
Em đứng lên cho cổ coi cái đi đó. Anh này giống em không? Khác hả? Khác nhiều không? Anh bên đây anh xin thông báo là sao khác anh bên kia, hơn anh kia về sao. Oh, rồi cảm ơn. Thứ hai, tóc anh này ít hơn anh kia. Cái thứ ba, mũi anh này bằng mũi anh kia. Được không em? Anh Linh diễn tả cho thấy được không? Dạ được. Để chị qua coi thử nha. Dạ. Rồi anh bên này cũng ngon, đẹp trai lắm mà. Ồ, khác với anh kia thiệt nha. Khác nhiều. Em chắc ngồi chỗ nhiều hơn ha. Không, em đi nhiều chưa? Đi nhiều hả? Vâng. Thấy có vẻ dư ký vậy. Mặt mày dễ thương ha, mũi hơi cũng đỡ tịt hơn bên này. Tịt là sao? Bây giờ nếu mà được á, cô này cũng muốn một năm là đám cưới. Thì ý em sao? Nếu mà mình tìm hiểu thấy hợp lý. Đối với em thì nếu mà hợp lý á, thì mình thích thì mình cưới thôi. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Có gì để chuẩn bị đâu. Hả? Tâm lý là không. Tâm lý gì, lấy vợ là phải đủ thứ nữa chứ, tự nhiên tâm lý không thì, là sao được. Ngoài tâm lý và vật chất ra thì vật chất em mình thiếu mình có thể mượn được không? Mượn ai? À, mượn anh em đồng đội đồng chí tất cả mọi người. Ủa cho không? Ủa mấy anh có cho mượn gì không vậy? Trời ơi, sướng quá ha, trời làm cho quân đội sướng ghê vậy đó. Được mượn. Vâng. À rồi, bây giờ nếu lấy nhau về thì vợ ở đâu? Dạ. Thì trước tiên thì mình chưa có nhà cụ thể thì mình có thể thuê nhà ở. Hiện bây giờ em ở trong cơ quan luôn hả? Dạ vâng. Chưa thuê nhà? Mình phải ở trong kia, độc thân phải ở trong nhà. Nhưng mà rồi thì có cho đem vợ vô đó không? Vào chơi thì được ạ, chứ ngủ lại cũng được. À có nghĩa là nếu lấy vợ là phải thuê nhà ở ngoài. Dạ vâng. Là em có được về nhà ngủ không? Dạ, tất nhiên là thời gian nghỉ thì mình vẫn được về chứ ạ. Ủa là hằng ngày ví dụ làm việc sáng chiều là tối có về nhà ngủ không, hay là tối cũng vẫn phải ở trực? Nếu mà mình thực chiến thì mình phải ở lại, mình không được về. Còn làm việc bình thường giờ hành chính thì mình được về nhà. Tức là giờ hành chính thôi, còn ngoài giờ việc mình muốn dâu mình đi. Nhưng mà giờ anh độc thân là phải ở trong cơ quan vậy thôi. Hồi nãy hình như anh Linh anh chưa có hỏi cái em có tật xấu gì không, chị chưa có nghe luôn. Tật xấu của em ạ? Hay có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì về tính cách là em thuộc dạng vô cảm. Trời ơi, lên đây mà em tìm bạn gái mà em nói em vô cảm chết rồi em. Vậy sao chị cứu em nổi? Vậy em muốn có vợ không? Có sao thế, nói thật vậy. Thật mà. Nhưng vô cảm với những cái điều gì? Em cũng bình thường thì những cái gì mà em chú ý thì mình sẽ để tâm vào, còn những cái gì ví dụ mình đi trên đường ấy, những cái gì xung quanh không liên quan đến mình thì không để gì nữa. Trời đất ơi. Nó cũng là tính cách. Phải để ý chứ em. Không, giống như trong công việc thì em chỉ để công việc thôi, không để những thứ xung quanh. Dù mình chạy xe ngoài đường mà tự nhiên bạn gái mình có thằng nào chở chạy kế bên thì mình có để ý thấy không ta? Người vô cảm thì chắc không thấy luôn á. Vô cảm đi luôn. Ừ. Ủa sao thấy cô nào quen quen đi một đoạn nó sực nhớ á, chết rồi vợ mình. Có vậy không em? Cái này em chưa gặp này, em chưa biết ạ. Em làm chịu hoang mang rồi đó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Người phụ nữ mà chảnh hay là thường thường mà hay cáu gắt ở trong gia đình ấy, em thích. Chảnh với cáu gắt á. Thôi để chị về chị coi cổ sao. Em nhìn chị sợ quá à. Nãy giờ em nghe anh nói không em? Có. Anh hơi vô cảm. Em thì mau chán. Chị không biết cùng mối tình này đi về đâu nữa. Chị lo quá. Mời anh Linh qua. Không, nói tính cách thì thôi. Chứ gặp tình yêu sao chuyện vô cảm được đúng không em? Rồi, để anh qua xem bạn gái thế nào nha. Ồ, bạn gái xinh quá. Anh ấy là người Nghệ An. Dạ. Em thấy nãy giờ giọng nói của anh sao? Em nghe vậy trơn á. Không nghe vậy trơn á. Sao vậy? Vậy em người Quảng khó nghe tiếng mày đó không chị? Nãy em nói cái mũi tiệt là anh hiểu rồi đó. Người một người về nói giọng Quảng, người nói giọng Nghệ An mà hai người không hiểu nhau luôn á. Dạ đúng rồi. Ừ. Ok, khỏi hiểu đi cưng. Nhìn mặt nhau được rồi. Rồi bây giờ nãy giờ em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Hơi khô khan một xí. Hơi khô khan đúng không? Dạ. Như trong cái môi trường quân đội á, anh ta đúng là cũng hơi khô khan chút xíu. Thì chính vì thế mà anh mới nhờ đến bạn của hàng hò này. Nhưng mà chính những người như vậy rất là tốt em nha, nghiêm chỉnh, chung thủy, kỷ luật sắc luôn á. Trung thủy không? Không biết à. Trung thủy đó. Có không? Có đó. Có không? Anh.
Rồi ơi, thử coi. Mà ra mắt mấy anh rồi mà chia tay thử coi. Chết mấy anh đừng nói. Có người yêu thôi mấy anh cũng đã xử trước rồi, đúng không mấy anh? Kỷ luật sắc mà, đừng có lo ha. Dạ. Hay lo nha, hơi hoang mang. Em nghĩ sao chuyện vô cảm đó? Vô cảm nó có nhiều ý đó mình ơi. Lỡ đâu mà anh đi với mình mà anh đi có tiếng, không nói tiếng nào luôn mà vô cảm đó. À, cái đó mình có đâu. Làm gì tới chuyện đó được. Đi với một cô gái xinh đẹp như em thì chắc chắn không bao giờ anh vô cảm được. Rồi, ok. Bây giờ á là mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi mình cho hai bên gặp mặt. Thôi ưu tiên nhà gái trước đi, nhà trai đông quá à. Em hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với chị em với em của em. Chị ruột hả? Dạ không, chị họ với em. Em họ. Rồi, đâu cho chị gặp chị. Dạ, dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là em của chị Diễn. Dạ. Em là em hả? Dạ. Rồi. À, cho em nhận xét về anh thì cũng to con. Nhưng chị thích thì mũi anh cao rồi đó. Không có tiệt ha. Thì em thấy ảnh cũng chung là nói đại đi em đừng có sợ gì hết, nói đại. Cảm nhận sao, nói vậy đi em sao đâu. Nói đại đi, trời ơi. Bên đây chị phải không? Dạ. Rồi chị nói đi, chị mạnh dạn hơn em. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào con. Dạ, cháu là em của chị Diễn. Thêm cháu thấy thì anh bên này là khá phong độ đẹp trai, có mũi cao là cải thiện nội giống tốt rồi. Rồi sao nữa? Sao nữa thì tí nữa chắc hai chị gặp nhau rồi. Chắc là tí nữa gặp nhau rồi chị sẽ có cái nhìn nhận khác em. Trời, hai cô em này chắc thấy bên đây anh mấy anh quân đội nhiều quá. Mấy em lo, mấy em mắc cỡ, mấy em ngại phải không? Hai em có bạn trai chưa? Rồi, có sếp của bạn rồi sao? Anh để em hỏi cái hai em này có bạn trai chưa? Hả? Chưa luôn hả? Mấy anh quân đội đi luôn nha. Mấy anh quân đội, mấy anh quân đội em. Anh nào chưa có bạn gái giơ tay lên, chưa có gia đình giơ tay lên cho các Tường coi cái coi. Ở đây nhiều người đang xem chương trình, nhiều khi là chọn mấy anh luôn á. Đâu đâu anh nào chưa có bạn trai, chưa có bạn gái giơ tay lên giùm cái coi. 1 2 rồi sao giơ lên gì mà chưa gì bỏ xuống, chưa có lịnh mà. 1 2 3 4 5 anh kia mà giơ có nửa chừng vậy, giơ cao lên. Rồi. Rồi, nhìn hai cô bên đó nha, dễ thương lắm luôn á, mấy anh mạnh dạn lên nha. Rồi bây giờ mình hỏi xin mời một anh bên đi kia đi ha. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn gái và bên nhà gái. Thì hôm nay rất vui có chỗ đồng chí Phi được tham dự chương trình Bấm Muốn Hẹn Hò. Thì trước tiên thì đồng chí Phi là một người trong đơn vị thì rất là vui tính, hòa đồng. Nhưng mà theo như đồng chí nói thì là một người vô cảm với một số trường hợp. Cái này thì có thể sửa được, bởi vì gặp bạn nữ bên này thì chắc là sửa được rất là tốt. Bởi vì bên này bạn nữ là rất là xinh xắn và là giáo viên, thì người ta thường nói bộ đội và giáo viên là rất là phù hợp, thì có thể giúp đỡ đần cho nhau trong mọi tình huống có thể tốt. Thì về bạn nữ thì rất là vui tính, có thể là theo như bản thân tôi thấy thì rất là phù hợp với chỗ đồng chí Phi, thì hy vọng thì có thể nên duyên. Rồi, cảm ơn anh. Thôi bây giờ hai bạn kéo màn lên nói chuyện với nhau nha. Rồi kéo màn lên. Kéo màn. Rồi mời các bạn. Để đây nha. À, chúng ta trò chuyện với nhau đi. Chào anh. Chào em. Dạ bình thường thôi. Trước tiên thì em lúc nãy anh có thể là em bảo là em rất thích quân nhân. Dạ. Bây giờ em như thế anh em thấy như thế nào? Thích rồi đấy. À, dạ. Dạ.
Bình thường thì anh bảo anh vô cảm thì chỉ là vô cảm với những người xung quanh thôi. Dạ. Còn đối với những người thân hoặc là đồng đội đồng chí trong đơn vị thì anh rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn nếu sau này mà em là người thân của anh chắc không có vô cảm đâu. Em cũng mong vậy. Hai nữa là thực chất về khuyết điểm của anh nữa là bình thường gặp người lạ anh rất là ý nói. Dạ. Phải là những người như nào gọi là mình bắt được sóng với nhau ấy thì mình bắt đầu thể nói nhiều hơn nữa và trao đổi với nhau. Có đem thiết bị rà sóng theo không? Rà thử coi có vô sóng không? À không, ok, đấy là vì quân sự mình không được đi theo. Trời ơi, tôi nói đang rà sóng cảm xúc ông ơi. Thiệt tình, em chậm quá à. Rà sóng đây có sóng chưa nè, hiểu không? Em thì em phát rồi mà không biết người ta có bắt hay không. Có nhận được tín hiệu gì chưa em gái? Dạ, sắp sắp rồi đó chị. Bây giờ anh biết nhậu không? Nhậu nhẹt gì đứng lên. Cơ hội chúng ta coi có điện có truyền qua chưa, bắt sóng. Em ra cái đài số mấy đó thông báo đi, nhìn nhau em nhìn nhau đi cảm thấy như thế nào? Dạ bình thường. Anh thấy run lắm. Tay cổ sao? Dạ tay cổ sao? Dạ mời các bạn về vị trí ngồi đi, được rồi đó. Nắm tay nhau chút xíu để cảm nhận coi cái dòng điện thế nào ha. Rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện, mời các bạn. Em thì anh ở Nghệ An rồi anh có ở đây anh làm việc này luôn hay có về quê không? Không, nhà anh thì ở ngoài quê nhưng mà hiện tại thì anh công tác ở đây luôn rồi. Ngày xưa mà anh sẽ sinh sống ở tại đây luôn. Vâng. Dạ, do Nghệ An xa quá. Thì Quảng Ngãi cũng cách nhà anh tầm khoảng hơn 600 cây thôi mà. Dạ, do mẹ em á, ba mẹ em là hồi kia nói đùa là chỉ cho từ Đà Nẵng đi vô thôi, không có cho từ Đà Nẵng đi ra. Vậy giờ đúng là mẹ nói là ghét của nào trời trao của đó đó. Trời trao chưa? Trao rồi đó. Trao rồi hả? Ồ. Thì coi như ghét từ Đà Nẵng đưa vô là được rồi. Tiếp coi... mạnh dạn lên em. Anh có thích, anh biết nhậu không? Bảy, xuống bảy, bấm. Nhậu thì chắc chắn đàn ông phải biết nhậu rồi. Dạ, vậy được rồi, em chỉ biết, chỉ thích đàn ông, thích nhậu rồi. Ủa? Dạ. Vì về nhậu ba em được chứ còn nếu mà không biết nhậu thì phải qua dòng của ba em nữa. Nhậu thì anh nhậu được nhưng mà anh không có thích nhậu lắm. Dạ, phải làm việc chứ. Thì bây giờ em ở đấy một mình hay là ở với thân xong em? Em đang ở một mình. Một mình? Dạ, em ở trọ một mình thôi. Em từ giờ ít thích ở với người khác lắm. Thích mình tự do vậy đó. Hồi nãy em nói rồi, em là người thích người tự do. Thích đi đi thích về về thôi chứ giờ có người ở chung mà nó nhiều cái lắng cấn lắm. Rồi muốn ở với chồng rồi có cấn không? Dạ chồng khác chị. Rồi nếu như đồng ý hẹn hò thì các bạn hẹn hò như thế nào, thử đưa ra kế hoạch đi. Như nãy em nghe anh nói là công việc của anh làm từ thứ hai thứ bảy chủ nhật mới rảnh, em cũng như thế thôi, do em dậy tối em phải dậy ở trung tâm 9 giờ em mới xong rồi em cũng có thời gian để chơi nữa. Tức là công điều chỉnh bây giờ em dạy cái gì? Dạ. Em bên chuyên sư phạm địa nhưng mà em đang dạy trung tâm là em dạy toán với văn. Ồ thế thì giỏi quá rồi. Dạ. Nên là em đi làm sáng là em dạy tới 9 giờ tối đó, em không có thời gian. Thế mà 9 giờ tối thì đâu có thời gian để mình đi đâu nữa. Dạ đúng rồi. Chẳng còn... à chủ nhật thì sao? Dạ thì đó em mới nói là em tương xứng với ảnh là bữa chủ nhật em rảnh. Do em đi làm thì các ngày trong ngày đó thì làm sao cũng được hết á, nhưng cuối tuần là em phải rảnh, em đi chơi. Em không có làm cuối tuần được. Thì chắc cũng có thời gian là chủ nhật mình có thể gặp nhau thôi. Dạ. Còn nếu anh có thời gian công tác ở Tân Sơn Nhất thì anh cũng có thể qua thăm em được. Dạ. Tân Nhất gần em mà. Nếu chủ nhật hẹn hò thì hẹn hò sao? Dạ. Ở đâu? Hẹn hò thì mình có nhiều chỗ để hẹn hò ạ. Ví dụ như là công viên, khu du lịch các kiểu. Em rất thích đi du lịch nhưng mình có thể đi phượt ngay. Ý là Biên Hòa hay thành phố? Dạ, chỗ nào cũng được, miễn là mình cảm thấy mình thích thì mình có thể đi thôi. Nghe anh cùng sở thích với em rồi đấy. Giờ em hỏi cổ coi nếu như mà mình tiến tới hôn nhân đó thì cổ có chịu đi về Biên Hòa sinh sống với em không? Em hỏi thử coi. Thế thì... có một chút điện rồi mình thừa thắng xong lên đi. Trời ơi, tập trung tình cảm, cảm xúc vô.
nếu mà sau này chúng ta có thể là tiến tới xa hơn nữa, em có đồng ý là về Biên Hòa cùng sinh sống không? Nếu về Biên Hòa là anh phải nuôi em đó. Nuôi thì anh nuôi được thôi, nhưng mà quan trọng chứ, là chứ sao? Do công việc của em về Biên Hòa là tức là em thất nghiệp đó. Thất nghiệp thì mình có thể xin lại từ đâu mà? Vậy thì đó, từ ấy bắt đầu từ đầu đó, làm lại từ đầu ở Biên Hòa đó. Còn em trước kia là em cũng có quan điểm là bây giờ em không có ổn định, tức là em không có chọn nơi nào để em dừng. Bao giờ em có chồng, tức là chồng theo em theo đó đó. Nuôi nổi không em? Dạ. Nuôi nổi không? Về nuôi sống thì bình thường thôi, em có thể nuôi được. Nhưng mà để mà cuộc sống dư giả thì em không dám khẳng định. Còn nuôi sống thì bình thường, sao cũng được. Thì em phải trả lời dứt khoát với cổ chứ. À, nếu mà sau này ấy, em có thể làm dâu ở Biên Hòa ấy, thì về cuộc sống anh có thể lo cho em ăn uống bình thường và cuộc sống tốt. Còn về các cái khoản khác, ví dụ như là để đời sống mình cao hơn nữa, thì anh không dám khẳng định là mình có thể sống tốt hơn và dư giả hơn so với bình thường. Vì em biết là lương của quân nhân chả có bao nhiêu đâu. Dạ đúng rồi. Còn cái thời gian này mình làm thêm thì cũng chả có. Thì chắc cũng cuộc sống mình chắc cũng nó đủ thôi. Quan trọng là em có bằng lòng như vậy không thôi. Dạ em thì em chỉ quan niệm sống đủ được rồi. Vì dư giả thì mình chỉ sống đủ cuộc sống mình thôi, chứ còn tiền cũng đâu có chết mang ra từ đâu. Trời ơi hay quá vậy. Có vậy thôi, nhưng mà có khó khăn thì anh em có nhiều nguồn để mượn lắm, em cũng đừng dạ. Lo. Ông bây giờ nè, bạn dù có vô cảm khô khan gì không cần biết, nhưng lên đây trước một cô gái xinh đẹp như thế này, cô ta nói sẵn sàng theo bạn đi Biên Hòa luôn, thì bạn phải nói một câu gì hết sức tình cảm. Hiện giờ cảm xúc trong lòng mình như thế nào? Nếu mình thích, mình hãy nói vài câu tỏ tình với cổ, thể hiện sức mạnh của một người đàn ông. Nhìn thẳng vào mặt cổ và trả lời và tỏ tình với cổ. Văn em kém lắm, em chả biết tỏ tình. Văn kém cũng phải nói. Em nói sao? Nãy giờ không cần phải tỏ tình. Em suy nghĩ sao trong tận đáy lòng của mình, em cứ nói thật là được rồi. Nói thật cái tình cảm của mình ấy thì nếu em có tình cảm với anh ấy thì sau quá trình hẹn hò đấy chúng ta có thể tìm hiểu thêm nữa. Mà nếu chúng ta có thể hợp nữa thì chúng ta có thể tiến xa hơn. Dạ. Bạn gái thì thấy như thế nào? Dạ thì cứ theo lời anh đi chị. Rồi. Khu này khu dễ quá vậy. Dễ. Hôm nay em gặp một đối tượng rất là dễ thương, rất là xinh nha, mà cũng rất là dễ luôn đấy. Không dễ tùy hai người thôi. Nào, tay vào nút bấm đi bạn trai. Tay bên kia. Tay bên kia, bên tay kia, tay kia. Rồi. Dù là vài phút, dù có mấy phút ít ỏi chúng ta trò chuyện ở đây, nhưng ít nhiều các bạn cũng có một cái suy nghĩ riêng của bản thân mình, một cái cảm nhận riêng của bản thân mình. Ở đây có rất nhiều người đang chứng kiến. Nếu chúng ta cảm thấy phù hợp, cảm thấy rung động và cảm thấy đối phương có thể là một nửa của mình thì chúng ta mới nhấn nút. Còn nếu không, để dành cơ hội cho những người khác. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nhấn nút là trao cái duyên cho nhau đó nha các bạn. Một lần trao duyên nó rất là quan trọng đấy. Nào. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Cười tươi quá ha. Sao mà làm trong quân đội mà người ta đếm mới có hai mà bấm nút rồi. Em hiệu sợ... lệnh ta ba mà đếm có hai anh bấm nút rồi là sao? Em sợ nút nó hỏng. Hai bạn nắm tay nhau đi. Rồi, hôm nay chúng ta chính thức nắm tay nhau đấy. Chính thức hẹn hò với nhau đấy. Dạ. Hy vọng rằng cặp đôi này sẽ thông báo tin vui cho tôi sớm nha. Đây, quà tặng dành cho quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại được kết nối 4G trị giá 2,2 triệu đã cài đặt sẵn ứng dụng Mocha. Khi sử dụng Mocha thì các bạn có thể chat, gọi điện, đặc biệt là xem phim và nghe nhạc cùng nhau, rất là thú vị. Hai bạn nhớ giữ liên lạc với nhau nhé. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox. Các bạn có thể vào đó xem phim để có một không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt, đừng bao giờ buông ra. Sớm báo tin mừng cho chúng tôi nha. Chúc mừng hai bạn. Đây, đây, bó hoa đây.
Rồi nắm tay nhau đi.